Hiện tại thì hai cái đuôi dẫn đầu vẫn đang bám đuổi khá sát sau nhau. Như vậy là Bon Bon đã lấy vào lai trong từ nửa cho đến gần một thân xe mà thôi. Và bây giờ chúng ta đang bước vào 400m đường thẳng với khả năng bám đuổi rất rát vừa ở với Nhật Duy và Nhật Huy. Đang cạnh tranh rất sát, Bon Bon lấy vào lai trong. Anh vẫn quyết định là chờ đợi và cơ hội nào bứt tốc cho Bon Bon hay không. Anh đang di chuyển ở trong lai trong, hai xe đang song song. Và chúng ta vẫn đang chứng kiến cuộc bám đuổi giữa Nhật Duy và Nhật Huy. Bạn cần học kỹ năng lái xe mô tô, nâng cấp sửa chữa bảo dưỡng xe, các dịch vụ về giáp, review đánh giá sản phẩm, liên hệ ngay chúng tôi để được hỗ trợ từ tay đua chuyên nghiệp nhé. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với giải đua xe mô tô Việt Nam VMRC mùa giải 2024 chặng 3 được tổ chức tại trường đua Đại Nam tỉnh Bình Dương. Đây là giải đua xe mô tô chuyên nghiệp được phối hợp tổ chức bởi Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương và Liên đoàn xe đạp mô tô thể thao Việt Nam dưới sự tài trợ chính bởi công ty Honda Việt Nam và sự tham gia của 46 tay đua hàng đầu Việt Nam tranh tài xuyên suốt các chặng đua. Giải đua sẽ được phát trực tiếp trên fanpage chính thức của Honda Việt Nam và fanpage Việt Nam Motor Racing. Và bên cạnh đó thì khán giả xem giải đua trực tiếp từ trung đoàn Đại Nam sẽ có được những phần quà hấp dẫn từ công ty Honda Việt Nam dành cho các khán giả xem qua livestream. Thời tiết ngày hôm nay ở trên trường đua, chúng ta đang có một cái thời tiết khá là thuận lợi. Ngoài trời nhiệt độ đang là 31 độ C và sức gió đang là 10 cây số giờ thì có thấy anh Minh Huy à, tất cả mọi điều kiện còn lại đều rất là phù hợp để chúng ta có thể chứng kiến được một cái trận đua nảy lửa vào ngày hôm nay. Vâng, đúng là như vậy, khi mà chúng ta cũng đang có một ngày nắng khá đẹp và sức gió nó cũng không quá lớn. Nếu tôi nhớ không lầm thì nó cũng chỉ dao động hơn từ 1 cho đến 2 km/h mà thôi so với chặng trước. Và ngày hôm nay thì trường đua Đại Nam thuộc tỉnh Bình Dương chúng ta sẽ có tổng chiều dài đường đua là 1.800m và chiều dài đường thẳng vẫn là 400m, có 7 khúc cua phải và 4 khúc cua trái. Cái layout trường đua ngày hôm nay, sơ đồ trường đua ngày hôm nay không quá ngắn cũng không quá dài, vừa đủ để cho các tay đua có thể bứt phá được hơn và kiểm soát được tốc độ để có thể vào cua một cách tốt hơn. Và ban tổ chức cuộc đua cũng dựa trên sơ đồ trường đua này để cố gắng để đưa ra nhiều cái pha cạnh tranh nhiều nhất có thể để chúng ta có thể chứng kiến được cái sự phấn khích của cuộc đua ngày hôm nay. Vâng, và qua sơ đồ trường đua này chúng ta cũng thấy có những cái khúc cua nó sẽ tạo ra rất nhiều những cái sự đột biến cho các tay đua thể hiện khả năng của mình và qua đó bứt phá so với những tay đua còn lại. Và trên màn hình của chúng ta đó chính là hệ đua Việt Nam Talent Cup và những chiếc xe SB150 với kích thước, động cơ cùng với những cái thông tin. Chiếc xe này có số phân khối đó chính là 99cc 4 thì, động cơ theo công nghệ SOHC 5 mạch bằng không khí. Và tốc độ tối đa đạt được có thể lên đến là 80 km/h. Và mô men xoắn cực đại có thể nằm ở là 7,85 tại 8.000 vòng trên phút. Chiếc xe này nó có sức mạnh đến 11 mã lực tại cái vòng tour 10.500 vòng một phút. Chỉ với cân nặng là 73kg thôi anh Minh Huy. 73kg. 73kg, một cân nặng đủ để giúp cho các vận động viên có thể thao tác cầm lái một cách dễ dàng và có thể thực hiện những cái tình huống bo cua rất là tốt. Bạn cần học những kỹ năng điều khiển mô tô đỉnh cao. Bạn mong muốn được một lần chinh phục đam mê. Bạn muốn làm chủ chiếc xe trên mọi cung đường. Bạn muốn có những giây phút giao lưu vui vẻ cho các thành viên trong hội nhóm. Bạn muốn làm được những gì mà thần tượng của bạn làm được trong các video trên mạng xã hội. Xin chào mừng đến với Học viện Ôm Cua, nơi phá vỡ mọi giới hạn của chính bạn. Chúng tôi không phải người giỏi nhất, bởi vì bạn sẽ là người giỏi hơn chúng tôi. Với chiều cao chưa tới 1m như anh có thể thấy, 595mm x 912mm, độ cao của chiếc xe rất là phù hợp cho những cái tay đua từ 14 cho tới 16 tuổi thuộc hệ Việt Nam Talent Cup để các anh có thể cống hiến được cho chúng ta những cái màn trình diễn. Vâng, đây cũng là thể thức tìm ra những cái tài năng trẻ để có thể phát triển mạnh mẽ hơn và vươn lên những thể thức với cái phân khối lớn hơn ở sau này. Vâng. Hiện tại thì chúng ta đang thấy rằng là những chiếc xe đang được sắp xếp lên ở phía trên trường đua. Anh Minh Huy thấy phía sau. Và chúng ta có 11 tay đua tham gia hệ đua ngày hôm nay. Và chúng ta rất là nôn chờ các anh di chuyển lên phía trên trường đua và chúng ta có thể bắt đầu được cái cuộc đua ngày hôm nay. Vâng, trên màn ảnh đó là hình ảnh của chiếc xe có số đèo 49 của người giành pole tại thách thức này. Đó là Võ Nhật Duy. Chúng nữa chúng ta sẽ đến với danh sách của các tay đua. Anh Minh Huy có thấy là năm nay tất cả những chiếc xe của các tay đua đều được chuẩn bị ở điều kiện tốt nhất có thể. Tôi có thấy rằng sau mỗi cuộc đua, sau những pha tranh này. Vâng, và đây là các tay đua đang di chuyển ra trận đua.
một nét mới trong công tác tổ chức cuộc đua ngày năm chặng lần này đúng không anh Huy? Đúng rồi, và chúng ta cũng thấy rằng là không chỉ ngoại trang của chiếc xe mà ngay cả những vận động viên cũng có những cái bộ trang phục nó có những cái màu sắc, những cái họa tiết nó trùng với lại xe cũng như là bộ hình hiệu của VMRC luôn. Vâng, rất là đẹp, và trên màn hình của chúng ta đó chính là tay đua mang số đeo 49 Võ Nhật Duy. Anh có thấy anh Nhật Duy đang rất là hồi hộp không hay là cực kỳ bình tĩnh? Vâng, khá là thoải mái và cũng đang chào khán giả qua hình ảnh vừa rồi trên màn ảnh của chúng ta. Và hiện tại thì Võ Nhật Duy cũng đang tạm thời là người có được thành tích tốt ở trên bảng xếp hạng tổng luôn, và lát nữa chúng ta sẽ tìm hiểu khi mà cái bản thông tin đã xuất hiện. Nếu chưa bấm nút đăng ký, đừng quên bấm đăng ký và chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video hữu ích nào từ chúng tôi nhé. Về những cái diễn biến của chặng 2 thì Nhật Huy dẫn đầu suốt 18 vòng đua và anh giữ một cái khoảng cách cực kỳ hợp lý so với hai tay đua phía sau là Nhật Huy và Bon Bon. Duy ở phía trước giữ khoảng cách rất là xa, còn sau đó Bon Bon và Nhật Huy tiếp tục cạnh tranh với nhau. Và trên màn hình của chúng ta đó chính là tay đua Bon Bon, rất là dễ thương. Và ở vị trí thứ 3 chúng ta đang thấy có đó chính là các tay đua. Và đây là tay đua mang số đeo 69 Giao Di Tai. Vâng, và tiếp theo chúng ta sẽ đến với số đeo 77, đó là Jordi Nam. Red Jordi Nam trong các vòng trước cũng thể hiện cho mình một cái phong trạng thái rất là tốt. Và tiếp theo là số đeo 81, đó là Nguyễn Hữu Trí. Tuy nhiên có vẻ như là ngày chiều hôm qua thì cái phần hàng có vẻ không thuận lợi lắm cho các anh. Vâng, và tiếp theo chúng ta sẽ đến với số đeo 87, đó là Nguyễn Hoàng Bảo Lâm. Số đeo 61 của chúng ta sẽ là cái tên Nguyễn Trần Minh Triết. Tôi thấy có một sự số đeo số 15, đó chính là Tống Tiến Đông. Và cuối cùng là tay đua mang số đeo 93, Phạm Lê Minh Châu. Vâng, một trái tim rất là dễ thương. Bạn cần học những kỹ năng điều khiển mô tô đỉnh cao? Bạn mong muốn được một lần chinh phục đam mê? Bạn muốn làm chủ chiếc xe trên mọi cung đường? Bạn muốn có những giây phút giao lưu vui vẻ cho các thành viên trong hội nhóm? Bạn muốn làm được những gì mà thần tượng của bạn làm được trong các video trên mạng xã hội? Xin chào mừng đến với Học viện Ôm Cua, nơi phá vỡ mọi giới hạn của chính bạn. Chúng tôi không phải người giỏi nhất, bởi vì bạn sẽ là người giỏi hơn chúng tôi. Đây là danh sách 10 tay đua sẽ tham gia cuộc đua ngày hôm nay. Và các anh em kỹ thuật viên cũng đang chuẩn bị để có thể xuất phát để máy chiếc xe. Và các tay đua sẽ có cho mình một vòng warm up để cho chiếc xe có thể làm quen được với điều kiện mặt đường tại thời điểm hiện tại và ở điều kiện tốt nhất để có thể bắt đầu được cái cuộc đua. Chặng đua thứ 3 của phân hệ đua Việt Nam Talent Cup sẽ kéo dài trong vòng 8 vòng đua. Và chúng ta sẽ chứng kiến được ai sẽ là cái người tiếp theo giành điểm để có thể là vô địch vào cuối mùa. Vâng, hiện tại thì các vận động viên cũng đã bắt đầu bước vào cái giai đoạn cao trào rồi để tích lũy điểm số trên bảng xếp hạng tổng. Và bây giờ thì họ sẽ bước vào vòng khởi động, vòng warm-up để trước khi bước vào chặng đua chính thức của chặng 3 VMRC năm 2024 của thể thức NSF 100 Việt Nam Challenge Cup. Nếu như mà anh Huy có cơ hội đi xuống pit lane lúc những chiếc NSF 100 này đang sắp hàng để chuẩn bị cho các tay đua mang ra ngoài trường đua, thì anh sẽ thấy một cái cảnh cực kỳ tuyệt vời. Sự đồng đều của sự tôi thấy cái sự đồng nhất và cái điều kiện của những cái chiếc xe rất là tuyệt vời, thì chạm tay vào những cái chi tiết mặc dù nó là mini, nó là nhỏ thôi, nhưng mình cảm tưởng rằng là chúng ta đang chạm vào những chiếc khu vực Đông Nam Á chúng ta các anh sử dụng. Vâng, và hiện tại thì các tay đua đã bước vào cái vòng warm up rồi. Trong lúc các tay đua thực hiện vòng khởi động thì chúng ta đến với bảng xếp hạng tổng của thể thức này, thì Võ Nhật Duy đang dẫn đầu với 30 điểm, người thứ hai đó là Peret Phạm Jordi Nam với 20 điểm, Nhật Huy là 18 điểm, đứng thứ ba Minh Triết đứng thứ tư với 16 điểm. Vâng, và anh thấy cái sự cách biệt hiện tại của Nhật Duy và Jordi Nam đó chính là 10 điểm.
tôi thấy rằng trong chặng 3 này phần nhiều bất lợi dành cho Jordi Nam khi anh xuất phát ở vị trí thứ 6. Anh xuất phát ở vị trí thứ 6 bởi vì thời gian phân hạng ngày hôm qua của anh cũng không có được thuận lợi cho lắm. Nếu chưa bấm nút đăng ký, đừng quên bấm đăng ký và chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video hữu ích nào từ chúng tôi nhé. Và với cái điều kiện như thế này thì Jordi Nam sẽ phải nỗ lực rất là nhiều để nuôi hy vọng tiếp tục bám điểm so với lại Võ Nhật Duy. Và anh ta sẽ chờ đợi những cái diễn biến, những cái bất ngờ có thể xảy ra để có thể hy vọng rút ngắn khoảng cách so với lại Nhật Duy. Chứ về lý thuyết thì chúng ta sẽ có một cái khả năng không cao cho Paris Saint-Germain về cái khả năng thu ngắn khoảng cách so với lại người dẫn đầu trên bảng xếp hạng tổng. Kịch bản tốt nhất dành cho Jordi Nam đó chính là bằng cách nào đó Nhật Duy không kiếm được điểm, vâng, và Jordi Nam nằm ở trong podium, thì đó là kịch bản duy nhất mà Jordi Nam có thể tôi chưa nói là vượt lên đâu, tạm thời bằng điểm với Nhật Duy thôi. Cho nên trong cái cuộc đua ngày hôm nay thì Nhật Duy đang có vẻ là khá ung dung, tại vì mình đang tính là Jordi Nam thôi. Sau đó những tay đua như Nhật Huy, Minh Trí, Pháp Trí, các anh đều thấp điểm hơn so với Jordi Nam. Nhưng mà ngược lại thì với những tay đua như là Nhật Huy á, thì bảng xếp hạng tổng anh ta thua Jordi Nam 2 điểm thôi. Nhưng mà về phiên phân hạng thì Nhật Huy lại đang xuất phát thứ hai. Cho nên đây sẽ là một cái thời điểm tốt, một cái thời cơ thuận lợi để cho Nhật Huy có thể vượt qua được Jordi Nam trên bảng xếp hạng tổng. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với starting grid của thể thức này. Đầu tiên round 1 là Võ Nhật Duy, Nguyễn Nhật Huy và Nguyễn Hữu Pháp Trí. Round 2 chúng ta có Giao Chi Tai, Brad Phạm, Jordi Nam và Nguyễn Hữu Trí. Và ở round 3 chúng ta sẽ có Nguyễn Hoàng Bảo Lâm, Nguyễn Trần Minh Triết và Tống Tiến Đông. Khá là cô đơn ở round 4 thì chúng ta có tay đua Phạm Lê Minh Châu. Tuy nhiên chúng ta hãy cùng chúc rằng cho Châu có thể đạt được kết quả tốt nhất trong cuộc đua ngày hôm nay. Nếu chưa bấm nút đăng ký, đừng quên bấm đăng ký và chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video hữu ích nào từ chúng tôi nhé. Vâng, máy đã bắt đầu đề lên, các tay đua đang rất là tập trung. Vâng, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng để chúng ta bước vào chặng đua chính thức của thể thức Việt Nam Challenge Cup NSSF 100 chặng 3 VMRC 2024. Các tay đua đang xuất phát khá là trơn tru ở những vị trí dẫn đầu, và người dẫn đầu chúng ta vẫn thấy đó là sự ổn định trong cú đề 3 của người giành pole Võ Nhật Duy. Vâng, và ở ngay vòng đầu tiên thì quý vị và các bạn đừng quên tham gia mini game dự đoán tay đua dẫn đầu với thể lệ tham dự bằng cách đang hiện lên trên màn hình. Ba bạn có câu trả lời đúng nhất trước khi bình luận kết thúc thì sẽ nhận được một cái combo mũ và áo đến từ công ty Honda Việt Nam. Chỉ việc là like và share cái livestream ở trên tường cá nhân ở chế độ công khai, tag thêm hai người bạn và comment vào phần bình luận về vị trí tay đua dẫn đầu theo cú pháp mà chúng ta đã rất là quen thuộc rồi. Và chỉ mới là vòng đua đầu tiên thôi, quý vị và các bạn hãy tập trung tối đa để có thể chúng ta chứng kiến những cái diễn biến ở trên trường đua. Ai đang là tay đua dẫn đầu về anh Minh Huy? Vâng, vẫn là cái tên với số đề 49 mà thôi. Sự ổn định đến từ Nhật Duy. Và ở phía sau chúng ta vẫn đang có Nhật Huy bám đuổi hai vận động viên này, đều có chữ tên lót giống nhau. Và họ cũng đang khá là đồng điệu ở trên top đầu. Đang có một vận động viên vừa mới, hình như là mới được hỗ trợ đến từ các kỹ thuật viên để có thể tiếp tục cuộc đua của mình. Và bây giờ chúng ta đang bước vào 400m đường thẳng với khả năng bám đuổi rất rát giữa với Nhật Duy và Nhật Huy. Như đã nói thì đây là một cái chặng đua mà Nhật Huy có thể cải thiện, đứng trước hội lớn để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng tổng. Và anh ta đang cố gắng tham vọng lớn hơn nữa với việc bám đuổi luôn người dẫn đầu trên bảng xếp hạng tổng là Nhật Duy luôn. Quý vị và các bạn phải cực kỳ tỉnh táo để phân biệt các tay đua là Nhật Huy và Nhật Duy nhé. Trên màn ảnh của chúng ta, Nhật Duy đang là tay đua có nón bảo hiểm màu xanh, và Nhật Huy ngay kế sau đó là nón bảo hiểm tối màu. Hai anh đang theo sát, vừa thoát khỏi qua cua số 3 thôi, đang tập trung để di chuyển vào cua số 5, số 6. Và đối với cái sơ đồ trường đua ngày hôm nay thì khả năng tăng tốc và khả năng tức tốc của các tay đua, bám đuổi của các tay đua sẽ là rất là tuyệt vời. Không có quá nhiều yêu cầu về cái việc là vào cua nó như thế nào, bởi vì có khá ít khúc cua. Vâng, đây cũng sẽ là một cái cơ hội để các tay đua có thể tận dụng khả năng bứt tốc. Nhưng ngược lại, dù ít khúc cua hơn nhưng các tay đua sẽ phải đối mặt với những khúc cua liên tiếp. Và đây cũng sẽ là một cái thời điểm mà chúng ta có khá nhiều đột biến xảy ra. Hiện tại thì hai tay đua dẫn đầu vẫn đang bám đuổi khá xích sau nhau, và chỉ khoảng là từ nửa cho đến gần một thân xe mà thôi. Và chúng ta vẫn đang chứng kiến cuộc bám đuổi giữa Nhật Duy và Nhật Huy. Vâng, và quý vị các bạn có thể thấy rằng là top 5 tay đua đầu tiên vẫn còn trong khung hình.
qua cái vòng đua này đã là vòng đua thứ hai rồi, chúng ta vẫn thấy trong khung hình 500m đường thẳng theo sát rất sát nhau, và bất kỳ chuyện gì xảy ra, vị trí và thứ hạng này đều có thể thay đổi. Chúng ta đang chứng kiến sự vượt bậc, sự cải thiện trong trình độ, trong kỹ năng của tất cả các tay đua ở trong top 5: Nhật Duy, Nhật Huy, Pháp Trí, Di Tài và Jordi Nam. Vâng, chính xác là như vậy. Hiện tại thì thời cơ để cho Pháp Trí và Jordi Tài hiện vẫn chưa đến, và họ vẫn đang tạm thời là tranh nhau vị trí thứ 3 trên một podium mà thôi. Chúng ta chỉ có 6 vòng đua dành cho các tay đua thôi. Việc nhiệm vụ của các tay đua bây giờ là phải duy trì khoảng cách, tiếp tục bám đuổi để cho Nhật Duy và Nhật Huy xảy ra một sự cạnh tranh với nhau, xảy ra sự cố và sau đó lấy đi vị trí của hai tay đua dẫn đầu. Liệu chuyện đó có xảy ra hay không? Dạ vâng, đó là điều mà chúng ta đang chờ đợi xem. Hiện tại thì hai người dẫn đầu vẫn đang xử lý khá là tốt và ổn định, chưa có bất kỳ một lỗi nào để khiến cho họ phải tuột lại phía sau cả. Và với 6 vòng đua còn lại thì chúng ta vẫn đang chờ xem có một cái biến số nào xảy ra ở những vị trí tiếp theo hay không. Với hai người dẫn đầu thì họ vẫn đang duy trì khoảng cách đó thôi, chưa có quá nhiều những sự thay đổi. Khoảng cách bây giờ nếu như khó tính thì có thể nói rằng nó được tăng lên một chút giữa hai người dẫn đầu là Nhật Duy với hơn một thân xe so với lại Nhật Huy. Bốn tay đua vẫn ở trong màn hình nhỏ của quý vị, và các anh đã kết thúc khúc cua cuối cùng để đi theo đoạn đường thẳng và bắt đầu khoảng cách được nới rộng rồi. Khi mà Nhật Duy anh ta tăng tốc ở đoạn đường thẳng này với khoảng cách lên đến khoảng 3 thân xe hơn, và bước vào khúc cua đầu tiên với một tình huống ôm rất tốt, và sự ổn định đó vẫn đang giúp cho Nhật Duy dẫn đầu. Anh ta đang tận dụng rất là tốt. Bốn tay đua dẫn đầu, chúng ta đang có Nhật Duy, Nhật Huy, Pháp Trí và Bon Bon. Jordi Nam đang đuổi theo ở vị trí thứ 5. Đó là top 5 tay đua của chúng ta. Đang trên màn hình đều đổ 5 tay đua luôn. Có vẻ như là Pháp Trí lấy cua khá rộng. Bon Bon đang rút ngắn khoảng cách rồi. Hiện tại thì với vị trí xuất phát không thuận lợi của mình thì Minh Châu cũng đã cố gắng cải thiện và vươn lên được vị trí thứ 9 trên so với lại cái thứ hạng bắt đầu của anh ta. Trên màn hình của chúng ta đó chính là Pháp Trí và Bon Bon. Pháp Trí ở phía trước và Bon Bon ở phía sau trong cái nón tối màu của mình. Bon Bon đang theo khá sát. Chiến thuật của Bon Bon là gì? Tiếp tục duy trì khoảng cách, chờ đợi sơ hở đến từ Pháp Trí và vượt lên, hay là cùng với Pháp Trí bám đuổi thật sát hai tay đua Nhật Duy và Nhật Huy, để liệu lấy anh có thể lấy một lần hai bậc được hay không. Đó, tất cả mọi kế hoạch đó đang nằm trong đầu của Bon Bon. Điều này thì trên thực tế chúng ta đang thấy khoảng cách nó vẫn đang khá là lớn, cho nên chưa thuận lợi lắm cho Bon Bon. Cái mục tiêu khả dĩ nhất của anh ta đó là vị trí thứ 3 thôi. Còn trở lại với người dẫn đầu thì chúng ta vẫn đang thấy số đèo 49 là Nhật Duy vẫn đang rất ổn định, và anh ta vừa ngoái lại phía sau để theo dõi người bám đuổi anh là Nhật Huy với số đèo 25, vẫn là một khoảng cách tương tự như vòng trước mà thôi. Bạn cần học những kỹ năng điều khiển mô tô đỉnh cao? Bạn mong muốn được một lần chinh phục đam mê? Bạn muốn làm chủ chiếc xe trên mọi cung đường? Bạn muốn có những giây phút giao lưu vui vẻ cho các thành viên trong hội nhóm? Bạn muốn làm được những gì mà thần tượng của bạn làm được trong các video trên mạng xã hội? Xin chào mừng đến với Học viện Ôm Cua, nơi phá vỡ mọi giới hạn của chính bạn. Chúng tôi không phải người giỏi nhất, bởi vì bạn sẽ là người giỏi hơn chúng tôi. Vâng, mình lùi về phía sau một chút thì chúng ta đang thấy ngay ở phía sau thôi, Bon Bon và Pháp Trí đang cạnh tranh rất sát. Bon Bon lấy vào lai trong, anh vẫn quyết định là chờ đợi, và cơ hội nào bứt tốc cho Bon Bon hay không. Anh đang di chuyển ở trong lai trong, hai xe đang song song. Không, Pháp Trí đã đè lai rồi và không có cơ hội nào cho Bon Bon hết. Cuộc chiến giành vị trí thứ 3 vẫn đang khá là hấp dẫn so với lại các cuộc chiến còn lại của thể thức này, khi mà Pháp Trí và Bon Bon đang so kè với nhau tương đối là quyết liệt. Còn hai người dẫn đầu chúng ta vẫn đang có một kịch bản khá là tương đồng so với lại những lap trước, khi mà Nhật Duy vẫn duy trì được một khoảng cách tương đối ổn định. Anh ta xử lý cua tốt, và có vẻ như người thứ hai là Nhật Huy cũng vậy. Nhưng mà để có thể là tự bứt phá so với chính mình ở lap trước thì rất là khó, khi mà cả hai tay đua dẫn đầu đều đã xử lý gần như là tối ưu rồi. Cho nên chúng ta vẫn liên tục thấy được sự ổn định này mà thôi. Vâng, và để cập nhật cho quý vị và các bạn thì thời gian phân hạng của tay đua Nhật Duy và Nhật Huy chỉ cách nhau khoảng nửa giây thôi. 1:24.107 và 1:24.711. Thì tôi vẫn tin rằng vẫn còn rất là nhiều cơ hội dành cho Nhật Duy trong cuộc đua ngày hôm nay. Điều quan trọng là Nhật Duy, võ Nhật Duy phải duy trì được cái phong độ tuyệt vời như hiện tại. Thông thường thì ở trong các trận đua thì Nhật Duy vẫn ung dung dẫn đầu. Ung dung dẫn đầu, tôi phải dùng từ đó đó anh Minh Huy ạ.
Vâng, chính xác là như vậy. Và với việc mà ở trong phiên bán hàng như anh Hiển vừa nói là khoảng cách nó chỉ khoảng là nửa giây thôi thôi. Mà trên thực tế đường đua này chúng ta đang thấy có vẻ như khoảng cách nó tạm thời được đẩy lên một tí đến từ Nhật Duy. Và theo dõi bằng mắt thường thì chắc là tôi án chừng rằng là Võ Nhật Duy đã tự cải thiện cái best lap của mình so với thời gian phiên phân hạng rồi. Nếu như mà đếm thì nó rơi đâu vào tầm khoảng 1 giây. Đúng, 1 giây chứ không còn là nửa giây nữa. Và chúng ta đang thấy là cúi sát người nép mình vào trong kính chắn gió của chiếc xe máy. Chiếc xe này nó xếp 100 để có thể vượt lên tạo ra cho mình những lợi thế. Trước khi vào cua thì anh nhổ người dậy để cân bằng cái trọng lượng của chiếc xe để có thể cho mình những cái cú cua hợp lý nhất. Vâng, hiện tại thì chúng ta đang thấy rằng là với việc dẫn đầu tốt á của Nhật Duy, thì khi anh ta đã dẫn đầu rồi thì cái thứ mà anh ta phải đối mặt và phá vỡ đó chính là giới hạn của bản thân mình. Cho nên bây giờ chúng ta đang tiếp tục chứng kiến Nhật Duy tự cải thiện thành tích cá nhân mà thôi. Anh còn đang tách ra rất vâng, xa rất và... xa rồi. 2 giây, tôi đếm được 2 giây là mình Duy. Vâng, cỡ đó hoặc là hơn đó. Rất là tốt với những tình huống xử lý vừa rồi của Nhật Duy. Anh ta đang ngày càng bỏ xa người thứ hai hơn. Và trở lại vị trí thứ ba đi thì Pháp Trí và Bon Bon cũng đang tiếp tục cái cuộc chiến nội bộ để giành vị trí thứ ba. Và chúng ta đang thấy họ vẫn tiếp tục duy trì khoảng cách là từ nửa thân xe hơn với nhau mà thôi. Đây là một cuộc chiến có thể nói là khá là cân tài cân sức. Và Pháp Trí đang nhỉnh hơn một chút so với lại Bon Bon. Quý vị và các bạn đừng quên rằng chúng ta còn phải dự đoán người về đâu trong cuộc đua này. Như vậy là Bon Bon đã lấy vào lai trong. Tuy nhiên đổi cua liên tục thì Pháp Trí đã đè được lai hợp lý. Như vậy là Bon Bon vào trong do ý đồ của Pháp Trí. Vâng, chính xác, một đấu pháp khá là trí huống vừa rồi. Vẫn bảo đảm được cái vị trí thứ ba cho đến thời điểm này đến từ Nguyễn Hữu Pháp Trí. Tuy nhiên vẫn cống hiến cho chúng ta những pha hồi hộp. Tôi tưởng rằng Bon Bon đã có cơ hội vượt lên. Vâng, và quý vị và các bạn chỉ còn 2 vòng nữa thôi. Đừng quên tham gia mini game dự đoán tay đua dẫn đầu. Và nhanh tay, nhanh trí lấy cho mình một combo áo nón đến từ nhà tài trợ là công ty Honda Việt Nam. Anh Minh Huy, mình có bình luận, mình có mini game mình chọn người về thứ ba không? Tôi thấy là đang khá hấp dẫn, đang khá hấp dẫn cho cặp đấu giữa Pháp Trí và Bon Bon. Vâng, hiện tại thì trở lại với khung hình dành cho người dẫn đầu thì chúng ta vẫn thấy gương mặt quen thuộc thôi. Với chương trình gương mặt thân quen đó là Nhật Duy vẫn đang dẫn đầu. Có cơ hội nào cho Nhật Huy trong 2 vòng đấu nữa không? Cơ sở hiện tại thì thực tế mà nói thì là không cao, mà dù là 1% thôi thì Nhật Duy vẫn đang sở hữu và biết đâu bất ngờ, chúng ta phải chờ xem. Cá nhân tôi khi đưa vào bộ môn thể thao tốc độ này, khi mà đam mê bộ môn thể thao tốc độ này, đó chính là những cái biến số trong vòng đua. Vâng. Và cái tính kiên trì của các tay đua. Nhiều khi chưa cần anh phải về nhắc đầu, cái việc đầu tiên anh cần phải làm đó là phải hoàn thành cuộc đua. Trong tiếng Anh nó có cái câu là to finish first you need to finish. Vâng, first chính xác. Need to finish thì cái việc mà anh hoàn thành cái vòng đua không thôi, nó cũng đã là chứng tỏ là một cái sự kiên định và một cái tinh thần rất là thép rồi. Và anh Hiển cũng còn nhớ ngay ở cái chặng 1 thôi, chúng ta cũng đã được chứng kiến một cái bất ngờ. Có những vận động viên đã dẫn đầu mãi cho đến cái lap cuối cùng, mà chỉ vài phút cuối thôi đã nó đã thay đổi thứ hạng rất bất ngờ, và chính chúng ta cũng không kịp chứng kiến luôn. Đó là cái mà chúng ta đang rất là mong chờ. Thì tôi quên mất đề cập là vào trong năm nay, khi mà ban tổ chức chương trình của Việt Nam Motor Racing cải thiện rất nhiều trong khâu tổ chức, trong khâu sản xuất và trong khâu truyền tải hình ảnh, thì chúng ta đang thấy rằng là những cái góc flycam mới rất là đẹp và rất là bắt kịp những tay đua luôn, tạo ra một cái cảm giác rất là thật. Và hiện tại thì chúng ta vẫn đang đến với lap cuối cùng rồi, vẫn đang là sự ổn định đến từ Nhật Duy. Có vẻ như đã chúng ta đã có được Nhật Duy dẫn đầu về nhất và Nhật Huy tiếp theo, không có gì bất ngờ. Nhưng ở vị trí thứ ba đã có một sự thay đổi, đó là Bon Bon, theo những gì mà chúng ta đã ghi nhận qua bảng điểm. Hãy bình tĩnh và chờ kết quả chính thức đến từ ban tổ chức, ban trọng tài. Vâng, và đến nếu vâng, và thưa quý vị và các bạn, sau những điện đàm đến từ ban trọng tài thì chúng ta có người về nhất mang số đeo 49 Võ Nhật Duy. Vâng, tiếp theo đó là số đeo 25 Nguyễn Nhật Huy và số đeo 69 đó là Bon Bon Giao Di Tài. Xin chúc mừng 3 tay đua trong ngày hôm nay và xin rất là chúc mừng Bon Bon
khi mà anh đã cạnh tranh rất là sòng phẳng. Vâng, Võ Nhật Duy, Nguyễn Nhật Duy và Giao Di Thai. Nếu chưa bấm nút đăng ký, đừng quên bấm đăng ký và chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video hữu ích nào từ chúng tôi nhé. Và chúng ta hãy cùng xem lại những recap của cuộc đua, và công tác của cuộc đua. Có vẻ như pha đề ba của Pháp Lý khá là chật rồi. Tại vì anh đề ba thì tôi thấy ngay cái đoạn xuất phát nó có một cái chút chính xác chật ra quỹ đạo một chút. Đẩy trí ra hẳn phía sau thì combat với là giao gì giao gì thai bon bon. Đây chính là cái khoảnh khắc mà Nhật Huy vượt lên một tí so với Nhật Duy. Và cái điều mà tôi và anh Hiển đã đề cập thì nó đã xuất hiện ở vị trí thứ ba. Vâng, và trên màn hình đang là mini game ghép puzzle truy tìm mảnh ghép. Huy và hãy đưa cái mảnh ghép của mình vào ngay đúng cái hình của ban tổ chức đang đưa ra. Tôi đang dự đoán, tôi đã có đáp án riêng cho mình rồi. Và hãy nhanh tay comment vào trong livestream, share livestream và chế độ công khai và tag thêm hai người bạn để nhanh tay nhận lấy một phần quà đến từ công ty Honda Việt Nam. Vâng, đây là một trò chơi cũng rất là thú vị của bên phía ban tổ chức cho những khán giả theo dõi qua màn ảnh nhỏ. Rất là dễ mà thôi. Bạn cần học những kỹ năng điều khiển mô tô đỉnh cao. Bạn mong muốn được một lần chinh phục đam mê. Bạn muốn làm chủ chiếc xe trên mọi cung đường. Bạn muốn có những giây phút giao lưu vui vẻ cho các thành viên trong hội nhóm. Bạn muốn làm được những gì mà thần tượng của bạn làm được trong các video trên mạng xã hội. Xin chào mừng đến với Học viện Ôm Cua, nơi phá vỡ mọi giới hạn của chính bạn. Chúng tôi không phải người giỏi nhất, bởi vì bạn sẽ là người giỏi hơn chúng tôi. Vâng, và đây là các tay đua đang di chuyển vào khu vực sân khấu, khu vực khán đài. Trên màn hình của chúng ta đó chính là tay đua mang số đèo 25. Ngay sau kế đó chính... Vâng, các anh đang rất là nôn nóng để có thể là ăn mừng chiến thắng cùng nhau. Vâng, những sự cố gắng không bỏ cuộc của Bon Bon đã giúp cho anh ta có được vị trí thứ 3 chung cuộc. Và qua đó có cơ hội để cải thiện vị trí của mình cho bản sắc hàng tổng. Đây là một cái thành tích khá là tốt của Giao Gia Thai, người đã xuất phát ở vị trí thứ tư trong ngày hôm nay. Mùa giải năm nay rõ ràng Bon Bon là một ứng cử viên nặng ký, rất nặng ký để tranh giành cho vị trí podium. Có thể chưa được vị trí giải nhất đâu, nhưng mà trong podium 1, 2, 3 thì ba tay đua Nhật Duy, Nhật Huy và Bon Bon sẽ là ba cái đối thủ nặng ký. Và hai tay đua còn lại đó chính là Pháp Trí cùng với Jordi Nam phải cố gắng cất rất nhiều để có thể lọc vào vòng top 3. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị đến với phần ăn mừng cũng như là trao giải phỏng vấn dành cho các tay đua của thể thức NSF 100. Và xin được cảm ơn bình luận viên Thái Hiển và bình luận viên Minh Huy. Và tất cả quý vị ơi, một trong cái tay nữa thật lớn để chúc mừng cho các vận động viên đã hoàn thành xong trận đua của mình với hệ đua Việt Nam Talent Cup. Xin được chúc mừng các bạn. Nếu chưa bấm nút đăng ký, đừng quên bấm đăng ký và chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video hữu ích nào từ chúng tôi nhé. Và ngay bây giờ đây, chúng ta sẽ lắng nghe một vài chia sẻ của vận động viên số 49, Võ Nhật Duy. Xin được mời bạn ạ. Dạ, và Duy ơi, với trận 3 ngày hôm nay thì... khi mà đến với chặng 3 thì mình đã mang cho mình những chiến thuật như thế nào để có thể bứt tốc về được vị trí hạng nhất tạm thời như thế này? Dạ, cũng có tập luyện lên, tập luyện thường xuyên. Và mức độ thường xuyên của mình tầm bao lâu trong một tuần ạ? Một tuần chắc được 2-3 lần thôi. 2-3 lần. Vậy thì mình sẽ chia đều theo ngày hay là một ngày mình sẽ tập hết full tầm từ sáng đến chiều? Dạ, nếu mà được tập như vậy, không, nói chung là đường nào em được nghỉ em mới đi tập. Dạ rồi, vậy thì cảm ơn những lời chia sẻ của bạn. Ngày hôm nay thì chúc mừng bạn đã hoàn thành xong chặng đua của mình, quá tuyệt vời. Và mong rằng mình sẽ luôn giữ vững phong độ nhé. Và ngay bây giờ đây, Phương Nguyên xin được mời hai vận động viên số 69 và vận động viên số 25 sẽ tiếp tục di chuyển ngay khu vực backdrop để có thể là chụp hình lưu niệm cùng với vận động viên số 49 của chúng tôi. Xin được mời hai vận động viên còn lại ạ. Rồi, chúng ta hãy di chuyển lên khu vực sân khấu như thế này. Xin được mời hai bạn tham gia chụp hình lưu niệm nha. Dạ rồi, các bạn sẽ đứng ở trước khu vực xe, chúng ta sẽ chụp hình lưu niệm trong ngày hôm nay với hệ đua Việt Nam Talent Cup ạ.
Bạn cần học những kỹ năng điều khiển mô tô đỉnh cao. Bạn mong muốn được một lần chinh phục đam mê. Bạn muốn làm chủ chiếc xe trên mọi cung đường. Bạn muốn có những giây phút giao lưu vui vẻ cho các thành viên trong hội nhóm. Bạn muốn làm được những gì mà thần tượng của bạn làm được trong các video trên mạng xã hội. Xin chào mừng đến với Học viện Ôm Cua, nơi phá vỡ mọi giới hạn của chính bạn. Chúng tôi không phải người giỏi nhất, bởi vì bạn sẽ là người giỏi hơn chúng tôi. Và quý vị thân mến, hiện tại Phương Nguyên đã có được bảng xếp hạng thành tích của hệ đua Việt Nam Talent Cup chính thức trong ngày hôm nay. Và ngay bây giờ đây, chúng ta sẽ đến với phần trao giải dành cho hệ đua Việt Nam Talent Cup. Và xin được chúc mừng đạt hạng 3, vận động viên số 69, Giao Dê Thai Bông Bông. Xin được mời bạn ạ. Xin được chúc mừng vận động viên số 25, vận động viên Nguyễn Nhật Huy đã về hạng nhì. Xin được mời bạn. Và về hạng nhất, xin được chúc mừng vận động viên số 49, Võ Nhật Duy. Xin được chúc mừng ba vận động viên của các bạn. Và ngay bây giờ đây, chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu quý vị đại biểu sẽ trao giải thưởng cũng như quà tặng của các đơn vị tài trợ cho các vận động viên. Xin được trân trọng kính mời ông Đỗ Tiến Mạnh, trưởng phòng kinh doanh HJC lên trao giải hạng nhì và hạng ba. Xin được trân trọng kính mời ông Trần Trung Dũng, ủy viên ban chấp hành Liên đoàn xe đạp mô tô thể thao Việt Nam sẽ trao giải hạng nhất. Xin được mời đại diện, chúng ta sẽ di chuyển lên khu vực sân khấu ạ. Xin được chúc mừng các vận động viên, các bạn đã quá nỗ lực và đây là chặng 3. Một trong những thành tích quá tuyệt vời. Và với những vận động viên còn lại ơi, chúng ta vẫn sẽ còn những chặng đua sau nữa. Vậy cho nên hãy luôn giữ vững phong độ và cố gắng để có thể bứt tốc về đích của chúng tôi. Chúng ta sẽ chụp tấm hình lưu niệm trong ngày hôm nay. Xin được cảm ơn hai đại biểu và mời quý vị cùng quay trở lại vị trí để tiếp tục tham gia sự kiện trong ngày hôm nay ạ. Và ngay bây giờ đây, chúng ta sẽ đến với phần ăn mừng chiến thắng à, với VMRC chặng 3. Và các bạn ơi, Trâm Banh đã chuẩn bị sẵn sàng và lắc thật mạnh đi nào. Yeah, lắc nào và xin được chúc mừng các bạn vận động viên hạ đua Việt Nam Talent Cup, congratulations. Nhân rất muốn gặp các bạn trong các lớp huấn luyện của Nhân tại Sài Gòn và Hà Nội. Và hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo. Kéo xuống bên dưới để lại ý kiến của bạn trong phần bình luận. Và cũng nhớ bấm nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video hữu ích tiếp theo. Bấm biểu tượng thích hình ngón tay và chia sẻ video này đến bạn bè nếu bạn thấy các hướng dẫn trên thật sự hiệu quả nha. Bạn cần học kỹ năng lái xe mô tô, nâng cấp sửa chữa bảo dưỡng xe, các dịch vụ về giáp, review đánh giá sản phẩm, liên hệ ngay chúng tôi để được hỗ trợ từ tay đua chuyên nghiệp nha.